Sáng ngày 1 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động phân công, chỉ định đồng chí Phan Văn Mãi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Phan Văn Mãi, tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ không ngừng tu dưỡng, nỗ lực học tập rèn luyện, gắn bó cùng đồng chí đồng nghiệp, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc để có thể hoàn thành trọng trách này. Ngày 1 tháng 6, Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố danh sách 94 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong số 94 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có 41 người là nữ, đạt 43,62%, 45 người tái cử, đạt 47,87%. Có 1 người tự ứng cử đã trúng cử, có 20 người dưới 40 tuổi, 78 người trúng cử có trình độ trên đại học. Số người ngoài đảng trúng cử là 4 người. Về thành phần người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có 28 người trong cơ quan đảng, 21 người trong chính quyền, 14 người thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, 1 người đến từ Tòa án Nhân dân, 3 người thuộc khối quân đội công an và 27 người thuộc các cơ quan đơn vị khác. Sáng ngày 1 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp giao ban công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Báo cáo tại buổi làm việc, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tổng cộng 20 trên 22 địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh có ca bệnh cư trú trên địa bàn, ngoại trừ quận 11 và huyện Cần Giờ. Các địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh là Gò Vắp 52 ca, quận 12 23 ca, quận Bình Thạnh 22 ca, quận Tân Phú 22 ca, quận Tân Bình 22 ca. Hiện thành phố đang triển khai 2 khu cách ly tập trung của quân đội, 5 khu cách ly cấp thành phố, 23 khu cách ly cấp quận huyện và 44 khách sạn cách ly có thu phí, với tổng công suất 9.700 giường. Thành phố cũng đang chuẩn bị để tổ chức tốt công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 đợt 3 với 73.900 liều. Sáng ngày 1 tháng 6, tại chốt kiểm soát đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vắp, hàng nghìn phương tiện ùn ứ xếp hàng chờ kiểm tra y tế, khai báo y tế trước khi vào trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp chưa khai báo được hướng dẫn đến khu vực khai báo y tế tại chốt để khai báo. Đồng thời, người dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân như thẻ cán bộ, công chức viên chức, công nhân viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ nơi làm việc được phép hoạt động. Đến 8 giờ 15 phút, lực lượng chức năng đã phải xả trạm để xe và người dân lưu thông qua. Trưa ngày 1 tháng 6, Bộ Y tế cho biết, trong vòng 6 giờ qua, trong nước có thêm 50 ca mắc mới COVID-19, từ ca bệnh 7.433 đến 7.482, được ghi nhận tại Bắc Giang 32 ca, Bắc Ninh 9 ca, Lạng Sơn 8 ca, Long An 1 ca. Tính đến trưa nay, Việt Nam có tổng cộng 5.976 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước và 1.506 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 4.406 ca. Cả nước có 3.043 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi bệnh và 47 ca tử vong. Ngày 1 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở đã chuẩn bị tích cực cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021-2022. Dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6. Theo kế hoạch, toàn thành phố Hà Nội sẽ có 93.362 thí sinh dự thi vào lớp 10. Thành phố sẽ tổ chức 4.500 phòng thi ở 190 điểm thi và huy động hơn 12.000 cán bộ phục vụ thi. Ông Chữ Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã cho ý kiến nếu từ nay đến ngày 10 tháng 6 tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt thì sẽ tổ chức kỳ thi vào lớp 10 với tinh thần đảm bảo an toàn phòng chống dịch là yêu cầu cao nhất. Trưa nay ngày 1 tháng 6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin, hôm qua ngày 31 tháng 5, phụ tải điện của cả nước đã ở mức cao nhất từ trước đến nay, với công suất đỉnh là 41.549 MW và sản lượng điện là 850,3 triệu kWh. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã làm mức tiêu thụ điện tăng rất mạnh. Ngoài ra, tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, độ ẩm rất thấp còn làm tăng nguy cơ gây cháy rừng, dẫn đến ảnh hưởng vấn đề vận hành an toàn của các đường dây truyền tải điện. Các đơn vị điện lực ở phía Bắc đã tăng cường ứng trực 24/24 giờ và khẩn trương khôi phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Điều này dẫn tới những nguy cơ gây quá tải, sự cố, nhảy automat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường. Sáng ngày 1 tháng 6, ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An cho biết, vừa ban hành văn bản yêu cầu thực hiện chỉ thị số 15 trên CT-TTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 và chỉ thị số 16 trên CT-TTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, một phần địa bàn phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An sẽ thực hiện việc cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 trên CT-TTG. Ở các phường còn lại trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ thị số 15 trên CT-TTG. Thời gian áp dụng kể từ 0:00 ngày 1 tháng 6 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới. Sáng cùng ngày, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dĩ An cho biết, thành phố Dĩ An vừa có văn bản về việc áp dụng chỉ thị số 15 trên CT-TTG trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19. Đội tuyển Việt Nam đã có cuộc chạy đà trước các trận còn lại của vòng loại World Cup 2021 bằng trận hòa 1-1 trước Jordan trong trận giao hữu vào tối ngày 31 tháng 5. Do thỏa thuận dự kiến thông tin lực lượng, đấu pháp của hai đội, nên trận đấu diễn ra không có khán giả cũng như sự tác nghiệp của giới truyền thông. Có lần lượt 26 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân để kiểm tra, trong đó Văn Hậu có trận đấu đầu tiên trong màu áo tuyển sau 2 năm vắng bóng. Ba cầu thủ Trần Minh Vương, Đỗ Duy Mạnh và Trần Đình Trọng vừa bình phục chấn thương nên không được thầy Park đưa ra sân trong trận này. Ngày 3 tháng 6, lượt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á thuộc bảng G sẽ trở lại. Việt Nam không thi đấu, đến ngày 7 tháng 6 sẽ gặp Indonesia. Tối ngày 31 tháng 5 tại điểm cầu Hà Nội, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030, lần thứ hai với chủ đề Phục hồi xanh bao trùm hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, theo hình thức trực tuyến. Phiên đối thoại cấp cao, lãnh đạo các nước tập trung trao đổi 3 nội dung ưu tiên gồm phục hồi xanh từ Covid-19, nỗ lực của cộng đồng quốc tế để đạt mục tiêu trung hòa carbon đến năm 2050, tăng cường hành động vì khí hậu và tạo thuận lợi cho hợp tác công tư. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ hai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 6 giải pháp quan trọng để cộng đồng quốc tế đồng lòng chung sức giải quyết, hài hòa giữa nhu cầu cấp bách phục hồi kinh tế với yêu cầu phát triển xanh và phát triển bền vững hơn thời kỳ hậu Covid-19.